Miss Grand Brazil, người đang hội tụ đủ 3B để giành chiến thắng Miss Grand International 2022. Chỉ còn vài ngày nữa, chặng đua Miss Grand International 2022, Hoa hậu Hòa bình Quốc tế sẽ chính thức tìm ra chủ nhân mới của chiếc vương miện xanh lục bảo. Mỹ nhân được các fan quốc tế nhận định có khả năng chiến thắng cao nhất là Isabella Menin, đại diện đến từ Brazil, khu vực Nam Mỹ. Sau nhiều phần thi, Isabella là mỹ nhân có kỹ năng catwalk tốt, thần thái cuốn hút lẫn khả năng ứng xử thông minh. Cô hội tụ đủ 3B để giành chiến thắng Miss Grand International 2022. 3B bao gồm beauty, sắc đẹp, body, hình thể, brand, trí tuệ. Brand trí tuệ, Isabella Menin, 25 tuổi, mang hai dòng máu Brazil và Ý. Cô sinh ra và lớn lên ở Madrilia, bang São Paulo, thành thạo 4 thứ tiếng, có bằng cử nhân kinh tế của Đại học Westminster và bằng thạc sĩ về tài chính và tài chính của Đại học College London, Vương quốc Anh. Dẫu còn khá trẻ, thế nhưng cô đã sáng lập thương hiệu mỹ phẩm riêng của mình. Isabella cũng đang tham gia một dự án tổ chức hỗ trợ những người khuyết tật mang tên Beyond. Cô đã từng là một người mẫu quốc tế sống và làm việc ở một số quốc gia trên thế giới. Menin gây ấn tượng mạnh cho khán giả khi mang đến nhiều màn trình diễn ấn tượng. Trong phần thi trang phục dân tộc, mỹ nhân Brazil chọn tạo hình như một nữ hoàng, người đẹp thể hiện được trọn vẹn tinh thần được gửi gắm vào bộ cánh, uyển chuyển, dịu dàng và quyền lực. Ngoài ra, cô cũng được nhận xét là một người vô cùng thân thiện, cô luôn luôn nở nụ cười với năng lượng tích cực nhất, thường xuyên tương tác với các thí sinh khác. Cô từng chụp ảnh cùng Thiên Ân và các nhân viên của tổ chức Miss Grand International. Beauty sắc đẹp. Isabella Menin sở hữu gương mặt vàng người mê từ dáng mắt, mũi cho đến khuôn miệng. Người đẹp Brazil dễ dàng thu hút được sự chú ý của fan sắc đẹp chỉ qua vài bức ảnh. Cô cũng đạt danh hiệu gương mặt chuẩn Beauty Queen và thuộc top Best Face năm nay. Trong vòng thi Sportswear, người đẹp 25 tuổi chứng minh xuất thân từ người mẫu của mình là một điểm mạnh tại đấu trường này. Mỗi sải bước của Isabella Menin chắc như đóng đinh, ánh mắt lia cam cực đỉnh làm người xem khó rời mắt. Body hình thể. Đặc biệt, cô được đánh giá là một trong những người đẹp có hình thể nóng bỏng nhất, chiều cao 178cm, hình thể chuẩn thuộc top Best Body. Chính nhờ ưu điểm này mà cô đã dễ dàng lọt top 10 Best in Swimsuit. Trong màn giới thiệu ấn tượng của mỹ nhân khu vực Nam Mỹ, cô nói, tôi tin rằng cơ thể có thể khiến bạn kinh ngạc, sắc đẹp có thể khiến bạn chú ý, nhưng chỉ với trí tuệ kết hợp với hai yếu tố kia chúng ta mới có thể tạo ra ảnh hưởng trong xã hội. Tôi muốn trở thành 4B đầu tiên của cuộc thi Beauty sắc đẹp, Body hình thể, Brand trí tuệ, Brazil. Đêm chung kết Miss Grand International 2022 sẽ diễn ra vào ngày 25 tháng 10. Đây được coi là sự kiện thu hút nhất của bản đồ nhan sắc thế giới. Quê nhà của các mỹ nhân đang cực kỳ háo hức mong chờ quốc gia của mình được xướng tên nối ngôi của Hoa hậu Thùy Tiên. Liệu năm nay vương miện có thể thuộc về Brazil? Xoay quanh khuôn khổ Miss Grand International 2022, theo những thông tin của ban tổ chức, kết thúc vòng bình chọn thứ hai ngày 23 tháng 10, 4 thí sinh có trang phục dân tộc đẹp nhất đã lộ diện, đó là Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Ấn Độ. Top 4 sẽ bước vào vòng bình chọn cuối để tìm ra người chiến thắng. Kết quả sẽ được công bố trên sân khấu chung kết ngày 25 tháng 10. Năm nay, ban tổ chức trao 2 giải trang phục đẹp nhất, một từ bình chọn của khán giả và một do ban tổ chức chọn lựa. Đoàn Thiên Ân đại diện Việt Nam thể hiện tinh thần dân tộc qua trang phục áo dài cách tân với màu vàng ánh kim chủ đạo, kết hợp phần cánh quạt phía sau có thể xoay tròn khi biểu diễn. Andina Julie, thí sinh chủ nhà Indonesia, chọn thiết kế mang dáng dấp loài chim công. Trong khi đó, đại diện Thái Lan mặc trang phục mang tên Hanuman Thai Boxing, được lấy cảm hứng từ môn quyền Anh ở Lopburi, một tỉnh của Thái Lan. Trên trang chủ của Miss Grand International, hình ảnh đại diện Ấn Độ tạo dáng với trang phục hổ thu hút nhiều bình luận của cư dân mạng.